Ở đây chúng ta có một ứng dụng mô phỏng lại quá trình hướng dẫn và lắp ráp một chiếc xe. Đây, chúng ta có mô hình 3D của chiếc xe này, chúng ta có thể xoay nhiều hướng khác nhau, nhìn trên dưới. Ở góc bên phải chúng ta có một quyển hướng dẫn lắp ráp từng bước, và bên trái chúng ta thì có rất là nhiều những cái linh kiện. Việc của người sử dụng là chúng ta cần phải tìm những cái linh kiện tương ứng với từng bước để mà chúng ta lắp ở theo hướng dẫn này. Và chúng ta kéo phần thiết bị ra và chúng ta đã lắp xong cái vi xe. Và chúng ta hướng đến bước tiếp theo. Thì với việc sử dụng một cái ứng dụng như này sẽ rất trực quan và sẽ giúp cho các kỹ sư có thể lắp ráp được nhanh hơn nhiều lần. Chúng ta lắp phần khung ghế. Chúng ta tiếp theo.